Để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí, cô sẽ thực hiện thí nghiệm như sau. Về dụng cụ chúng ta cần có một đĩa sứ, một cốc thủy tinh. Ở đây chúng ta nên chọn cốc thủy tinh có miệng cốc và đáy cốc tương đối bằng nhau. Cốc thủy tinh cô đã chia thành 5 phần và được đánh dấu theo vạch số 0 đến vạch số 5. Nước màu. Ở đây nước màu sẽ có vai trò trong việc chúng ta dễ dàng quan sát sự thay đổi của mực nước trong quá trình chúng ta thực hiện thí nghiệm. Nước vôi trong giúp cho việc hấp thụ khí carbon dioxide được sinh ra trong quá trình đốt cháy nến. Nến bật lửa. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên, chúng ta sẽ đổ nước vôi trong vào cốc nước có màu. Sau đó, đặt cây nến vào đĩa sứ. Úp cốc thủy tinh có chia vạch vào cây nến. Rồi từ từ đổ nước có màu vào đĩa sứ, sao cho mực nước dâng ở vạch số 0. Khi mực nước dâng ở vạch số 0, như các em đã quan sát, ở trong cốc thủy tinh sẽ có 5 phần. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4 và 5. Đây là 5 phần khi nến chúng ta chưa đốt. Bây giờ cô sẽ tiến hành đốt nến. Khi nến cháy ổn định, chúng ta sẽ úp cốc thủy tinh vào cây nến đang cháy, rồi quan sát sự thay đổi của mực nước khi nến tắt. Chúng ta quan sát sự thay đổi của mực nước khi nến tắt. Cô sẽ xoay đĩa sứ một vòng để chúng ta cùng quan sát. Các em hãy trả lời hai câu hỏi của cô. Câu hỏi thứ nhất, sau khi ngọn nến tắt, mực nước trong ống thủy tinh thay đổi như thế nào? Giải thích. Câu hỏi số 2, từ kết quả thí nghiệm, hãy xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.